Ayo, và xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Akamuba, AOV của Khang Huỳnh Akai nha. Thì tiếp tục chủ đề trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn về cái thiết lập của mùa 18 nha. Nó sẽ đổi mới một số thứ đấy, nói chung là rất cần thiết cho các bạn khi mà các bạn leo rank. Ok, thì hiện tại thì mình đang ở trong LAN Funny Gaming TV 2. Rồi thì nick mình có tên là FGTV Độ Tộc. À, avatar là hình của Ấn Độ luôn nha, rất đỉnh và đẹp trai. Rồi, thực ra thì mỗi ngày mình cũng chơi không có quá nhiều đâu, 1-2 ván thôi. Thì hiện tại thì mình đang ở mức rank tinh anh nha. Đấy, và chơi tổng cộng là 9.500 trận nha. Một con số thì nói chung là cũng khá là ít đấy. Từ 3 năm tới giờ mình chỉ có 9.500 trận thì nó cũng khá là ít. Rồi, thì nói chung thì mình fan nên những bộ trang phục Narok thì mình đều có hết nha. Ngoài ra thì có thêm một số trang phục khác nữa như là Murad này, nhưng mà không chơi tướng Murad nhiều cho nên chỉ có mấy bộ thôi. À, Violet nữa này. Đấy, nói chung thì mọi những con tướng tủ của mình sẽ có một bộ trang phục nha. Riêng cái con này thì nó có hết 2 bộ trang phục do nó là anime và mình bị lừa cho cái đợt đầu á các bạn. Chứ nếu như mà mình biết trước có đợt hay mà nó đẹp như vậy thì mình sẽ không mua cái đợt đầu này đâu. Đấy, mua gì cũng chẳng lấy làm cái gì cả. Bực thực sự luôn. Chán cuộc đời. Bị gà rán chơi một cú tao nói nó đau ha. Ok, thì bỏ qua cái vụ này đi thì mình sẽ vào nội dung nha. Rồi, đầu tiên thì sẽ là phần thiết lập chung. Phần này thì sẽ có viền này, cốc camera, hẹn đấu, mở mời đội và mời thôi. Vào đấu luyện cho nó nhanh các bạn. Vào đấu luyện thì mình mới biết chứ. Rồi, và hiện tại thì mình đang ở trong đấu luyện nha. Và mình sẽ hướng dẫn anh em cài đặt một số thứ nha. Đây, cái thứ nhất là viền này. Thì công dụng nó ra sao thì nói chung là mình sẽ tắt hết nha. FPS này đầu tiên sẽ là FPS và FPS cao nha. Đấy, khi mà tắt FPS thì cảm giác nói chung là chơi không có mượt gì cả. Đấy, nói thiệt. Thấy không? Chưa có mượt. Thực sự luôn. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ bật FPS lên nha. Đấy, cảm giác thì nó đỡ hơn trước đúng không? Nó không bị cái kiểu mà tầm nhìn mình á, nó sẽ rứt. Nhìn khó chịu lắm. Rồi, thì mình sẽ bật thêm một cái nữa, đó là FPS cao nha. Nhưng mà phải bật hủy hồi chiêu cái đã. Rồi, xác nhận hóa luôn. Đây, thấy không? Đó, rất là mượt luôn. Nói chung thì với cái độ FPS cao thì các bạn có thể game map và nhìn, nói chung là vô cùng đã nha. Đấy, rất tuyệt vời cho các bạn best game map luôn. Thấy không? Rất là mượt luôn, không bị vấn đề gì cả. Nhưng mà để đổi lấy cái sự mượt đó thì máy của bạn sẽ hao pin một chút nha. Nói chung thì đối với các bạn mê trải nghiệm game thì nó cũng sẽ không có vấn đề gì đâu. Rồi, phần tiếp theo sẽ là viền này. Khi mà tắt cái viền này đi thì nó sẽ như nào? Đây, nhìn con tướng nói chung là không được nét lắm. Và bật lại thì con tướng nó sẽ nét hơn nha. Rồi, thì góc camera gần nè. Đấy, góc camera xa. Nói chung thì đa số các bạn chơi thì sẽ bật góc camera xa và hiệu ứng sương mù nữa này. Hay là không áp dụng map này nha. Nói chung thì hiệu ứng sương mù nó cũng khá là bất lợi đấy. Nhưng mà đó chứ anh em nào mà thích đẹp thì vẫn bật được bình thường, không gì hết cả. Ok, phần tiếp theo thì mình sẽ nói về cái kiểu ghi map nha. Thì ghi map thì các bạn sẽ chọn camera thế nào thì nói chung là có hai loại nha, giữ và trượt. Thì đa số best ghi map hay là ghi map thì mình khuyến cáo các bạn là sẽ nên giữ chế độ trượt nha. Đây này, và đây là cái chế độ và giữ nha. Đấy, thì nói chung là cũng khá là bất lợi đấy. Còn về cái vấn đề mà trượt đấy thì các bạn có thể sử dụng cái ngón trỏ bên phải đấy. Các bạn vuốt, nói chung là vuốt ở đâu cũng được hết. Nói chung là khá là tiện cho cái việc mà các bạn tập ghi map hay là đã ghi map thành công nha. Nói chung thì sử dụng chế độ trượt thì nó vẫn là hợp lý nhất. Ok, đấy. Rồi, về cái độ sáng thì mình khuyến cáo các bạn nên nói chung chơi sáng xíu cho nó đẹp đẹp hơn. Hoặc là các bạn kiểu như là thích liên minh huyền thoại đồ, các bạn sẽ chỉnh về màu tối. Đấy, nói chung thì cái này là tùy sở thích của các bạn thôi. Rồi, thì phần cài đặt chung thì nó cũng đã qua rồi. Thì mình sẽ nói tiếp là cái phần điều khiển nha. Nó có bổ sung thêm một cái tính năng rất là tuyệt vời luôn. Thì mình sẽ nói sau. Ở đầu tiên thì các bạn sẽ chọn ăn lính và đẩy trụ giùm mình nha. Sau đó sẽ bạn sẽ chọn máu thấp nhất hay là máu thấp nhất gần nhất đồ đó. Đó là tùy những tất tướng mà các bạn chơi. Rồi, hỗ trợ xây chiêu thì các bạn sẽ chọn là mặc định.
hiển thị mục tiêu thì các bạn sẽ chọn là biểu tượng chỉ định và chọn theo hình địch nha. Nó sẽ hiện cái hình địch lên, mà khi các bạn ấn vào thì các bạn sẽ tấn công được tướng người đó. Về cái hủy chiêu thì các bạn sẽ chọn vùng và cách binh nhanh trên bản đồ, các bạn sẽ ấn gửi nha. Đấy, đấy là chung là sẽ nhanh hơn. Góc quay định vị thì các bạn sẽ chọn không đi theo, mặc định thôi. Còn độ nhảy sẽ chiêu này, cái này thì mình sẽ nói qua nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ kéo về cái mức thấp nhất nha, cho các bạn thấy. Rồi, đây là cái mức thấp nhất này. Đấy, nói chung thì di chuyển khá là lâu luôn. Nói chung là cũng là không có thú vị mấy. Đấy, khó là càng khác nữa. Nói chung thì chơi kiểu thấp nhất thì nói chung là mình không chơi được nha. Đấy, cái hình tròn nó xoay cực kỳ chậm luôn. Và những chiêu khác thì cũng vậy, xoay rất là chậm. Rồi thì mình sẽ kéo lên cao max level luôn nha, cao nhất có thể luôn, và hủy hồi chiêu. Đây này, đấy, các bạn có thấy lướt khá là nhanh không? Thì đó là cái điều khác biệt giữa độ nhảy xoay chiêu nha. Thì cũng tùy vào các bạn chơi như nào thôi. Đấy, mình thì đấy chọn max level luôn, lướt cực kỳ đã, cực kỳ khoái luôn. Đây này, lướt này, lướt này, lướt này. Đấy, rá là mượt, khá là mượt luôn. Và mình sẽ chỉ anh em một mẹo nữa nha. Khi mà các bạn chuẩn bị vào đấu ranh đấy, thì bạn vào đấu luyện và múa những vị tướng nào mà các bạn chơi ấy trong vòng 1-2 phút cho quen tay nha. Sau đó sẽ vào ranh thì đánh nó sẽ hiệu quả hơn. Ok, về phần thiết lập giao diện này thì cũng không có gì để đáng nói lắm đâu. Đấy, khung camera này, thì sau khi tắt khung camera thì sẽ không có nha. Và nó sẽ không có, chỉ có cái biểu tượng hình mình thôi. Và khung camera thì nó sẽ có thêm cái khung đi theo này. Đấy, ok, thì về cái chiến lược đấy, mở ba tỷ thuốc thì cái này thì mình cũng không rõ lắm. Và cái chiến lược này 2k4 và Allen là 1k7, thì đây cũng chỉ là cái vật đánh giá thôi. Like trong trận. À đây, cái vị trí tướng địch rìa màn hình này, đây là một cái điều mà mình đã nói hồi nãy rồi. Đấy, khi mà các bạn tắt đi đúng không, không có thấy ai hết cả. Rồi, khi các bạn mở lên thì đây, Alan này. Đâu rồi? Ok. Đây, cái rìa màn hình đấy. Thì khi bật cái lên thì các bạn sẽ thấy những cái tướng địch rìa màn hình đó nha. Nói chung thì cũng khá lợi cho các bạn khi mà quan sát tình hình tiếp địch hay tiếp bạn mình ở đâu. Và còn một cái lợi mà khi các bạn bật cái này lên nữa, khi mà các bạn tung chiêu đấy, các bạn sẽ không cần soi map, phim map đồ cho nó mất thời gian đâu. Các bạn chỉ cần sử dụng chiêu và tính toán và các bạn phóng tới. Ok, về cái phần chỉnh cụm chiêu này thì nó cũng ra cũng khá là lâu rồi, nhưng mà mình mới biết gần đây nha. Thì hồi trước thì nói chung thì những vị tướng như Nacross này đấy thì nó sẽ múa không được tốt trên những cái thiết bị mà nó có tay thỏ mà hình rộng đấy. Thì một phần cũng là do ba cái chiêu này này nó sẽ kéo không được hết nha. Nhưng mà gần đây thì gà rắn thay đổi một cái điều khá là tuyệt vời hơn nữa, có thể kéo giãn cái này tùy thích nha. Điều này khiến cho các bạn màn hình rộng khá là vui đấy, kéo thoải mái luôn, ở đâu cũng được hết. Nhưng mà chỉ tối đa là nửa màn hình thôi nha các bạn. Rồi thì hồi trước thì mình chơi con iPhone Tablet đó, thì cái độ quen tay thì nó cũng khá là được đấy. Thì do hai cái viền bên cạnh thì nó làm cho cái máy ta khá là vừa tay đấy, cho nên những cái thiết bị như này thì nhưng mà bây giờ thì gà ráng sửa lại cái này thì coi như là iPhone Tablet thì coi như là cũng không còn gì để mà nói trội hơn nữa rồi. Ok, thì tiếp theo là một tính năng nói chung là cũng xuất hiện là rất là lâu rồi. Đây là cái tính năng mà kiểm tra thiết bị internet nha. Đấy, nó có thể kiểm tra là đầu chờ mạng này đang chờ băng thông và số lượng thiết bị chia sẻ đang chờ router. Đấy, nói chung thì số lượng thiết bị chia sẻ thì các bạn sẽ kiểm soát được nói chung là bao nhiêu máy đã chia cập vào wifi của mình rất là dễ dàng nha, để mà có thể đổi mật khẩu kịp thời nha. Rồi thì mình sẽ show qua một chút về bản ngọc của mình này. Đấy, nói chung là 90 full hết rồi. Riêng cái Ultraman này thì mình lắp vào 2 viên để mình làm nhiệm vụ để nâng cấp ngọc lên thôi. Còn về sub tướng thì nói chung mình đã full tướng rồi, trừ con XG đây. Đây là nhận từ sự kiện cho nên là mình chịu thôi, biết sao giờ. Vàng thì mình cũng đã dư tới 133k rồi, cũng chẳng để làm gì cả. Ok, thì cái video mà mình hướng dẫn cài đặt cơ bản thì nói chung đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.